Trần Anh Huy, Đạt Phương xin được gửi lời chào đến toàn thể quý vị các bạn đang cùng theo dõi chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ được phát sóng vào lúc 20:20 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Pinghouse thực hiện. Và thưa quý vị, như vậy là một tuần qua rồi thì chúng ta mới cùng gặp lại nhau, và chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ thì rất vui khi được gặp lại quý vị. Và chương trình của chúng ta thì bao gồm 3 vòng chơi. Vòng thứ nhất, Chuyện Nhà Tôi Đó. Vòng thứ hai được mang tên Chuyện To Chuyện Nhỏ. Và vòng thứ ba, Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Ngày hôm nay sẽ có một chủ đề, thì bây giờ sẽ hỏi Linh nha. Tiêu tiền hay tiết kiệm? Nếu mà hỏi về vấn đề tiêu tiền hay tiết kiệm thì nếu những gì nâng cao được kiến thức, giá trị của bản thân thì em sẽ không ngần ngại chi tiêu. Tức là mình sẽ chi tiêu dù cho nó có vượt quá cái mức cho phép của mình thì mình sẵn sàng chi tiêu cho việc đó luôn. Thật ra em nghĩ ở đây khi anh sử dụng chữ tiêu tiền hay tiết kiệm thì nó là ở trong cái khoản mà mình có thể chi ra và mình có thể tiết kiệm được cho bản thân. Cho nên là em nghĩ là nó có thể nhiều so với những gì mà bình thường mình có hay chi tiêu chút xíu. Ví dụ giống như là một khóa học ngôn ngữ nào đó, hoặc là một cái khóa học để mà nâng cao về sức khỏe tinh thần hoặc là sức khỏe thể chất thì em sẽ không có ngại. Cái đó là mình đã giúp cho bản thân mình có thể là tốt hơn mỗi ngày, cho nên là mình sẽ không có tiếc về những cái vấn đề đó. Có bao giờ mà mình sử dụng tiền mà mình không có kiểm soát được? Tại vì thực ra anh cũng đã từng rơi vào những cái trường hợp như là mình cảm thấy mình đâu có xài gì đâu ta. Dạ. Nhưng mà tại sao lại hao hụt rất là nhiều và tốn chi phí rất là nhiều cho một tháng đó hay là một tuần đó. Đó. Có nha, em lâu lâu cũng có mấy cái trường hợp đó hơi nhiều á. Cảm giác ủa sao kỳ vậy ta, xài gì ta? Chết rồi mà không ra luôn. Nhưng mà nó hụt nhiều lắm nha. Thì ngày hôm nay với chủ đề chương trình đưa ra đó chính là tiêu tiền hay tiết kiệm. Rất là mong muốn ngày hôm nay các người chơi đến đây họ sẽ đưa ra nhiều cái quan điểm cũng như là những cái chia sẻ của họ, và hy vọng qua đó mình có thể học được cái cách chi tiêu làm sao cho hợp lý. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ và làm quen với hai đội chơi ngày hôm nay. Xin mời. Và đội chơi đầu tiên, đội nữ của chúng ta sẽ được chào đón ca sĩ Mỹ Ngọc và diễn viên Lê Khánh Linh. Xin mời. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng gặp gỡ với hai chàng trai trong đội nam, MC Minh Xu và diễn viên Ngọc Thuận. Lời đầu tiên thì chào Minh Xu gửi lời chào đến với tất cả mọi người. Chào hai MC rất là xinh đẹp và duyên dáng của chương trình. Hôm nay bé Linh đứng cạnh bé Linh, hai đứa đều xinh à, dễ thương. Trời ơi hay quá. Chứ bé Ngọc, hôm nay chơi đứng cọc nha em. Thuận xin gửi lời chào đến toàn thể quý vị đang xem chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Thưa quý vị, là ngày hôm nay Thuận đến với chương trình là vui, và chủ yếu là mình sẽ mang phần thưởng về. Không, mình đi thẳng vào chủ đề luôn. Bởi vì cái mục tiêu của mình ngày hôm nay đến đây để làm cái gì? Bên cạnh cái việc là mình có thể đến đây mình chia sẻ cảm nhận của mình về những chủ đề cũng như là những cái mệnh đề chương trình đưa ra, cái quan trọng hơn hết là mình phải mang về giá trị thiệt là cao. Đúng rồi. Đúng rồi. Ai giành chiến thắng người đó sẽ mang về cho mình giá trị tiền thưởng là 10 triệu đồng. À. Và đội bạn gì sẽ mang về cho mình giá trị giải thưởng là 7 triệu đồng. Ủa nhưng mà tự nhiên sao đội hình của mình tự nhiên bị chia rẽ vậy nè? Đúng rồi, đúng rồi. Trả họ về với nhau đi. Đúng mời rồi. Ngọc về đây. Xin mời Khánh Linh. Đúng rồi, nãy giờ em không nói gì đâu. Nãy giờ nói. Dạ. Vô đi bé. Em chào hai MC ạ. Em chào tất cả khán giả, chào đội đối thủ ạ. Em ít nói lắm. Nên là thôi mọi người cứ nói đi. Không, con bé nó ít nói vậy thôi nhưng mà nó suy nghĩ sâu lắm, nên mọi người yên tâm. Thật ra Linh là một người rất sâu sắc. Anh nói em xấu hả? Xấu hả? đó. Là ít nói mà cái phần nghe mà ấy cũng có vấn đề chút xíu rồi. Dạ, em chào mọi người đang xem chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Chào các khán giả, em là Mỹ Ngọc. Và hôm nay em đến với chương trình em cảm giác là rất là hăng hái. Tại vì em đã coi qua chương trình rất là nhiều tập rồi. Và em cũng ước mong là mình cũng có một ngày đứng trên sân khấu này để đưa ra cái quan điểm của em. Thì như lúc nãy Thuận có nói thì Thuận tới đây chơi vui, nhưng mà cũng sẽ có một chút xíu giải thưởng mang về chắc chắn rồi.
Và tinh thần của Thuận đang rất là hào hứng, cho nên là mình chơi đi, đừng nói nữa. Bây giờ nghe anh Thuận giới thiệu là thấy hào hứng rồi đó. Không, bây giờ là tôi phải hỏi trước khi chơi. Bây giờ hôm nay anh Thuận đến đây chơi với tâm thế của một người trai trẻ, hay là một người đã có gia đình, hay là chơi với cái tâm thế là phải mang tiền thưởng về cho vợ mình đó. Okay. Thế nào ba cái tâm thế đó hình như là đều có. Thứ nhất á, mình là cũng có tuổi rồi, nhưng mà khi mình đi tới bất cứ một cuộc chơi thì mình luôn cảm nhận mình là một chàng trai mới lớn từ mình. Kiểu giống như là mình mới lớn và mình mới bắt đầu tiếp nhận cuộc chơi đó, và mình sẽ bắt đầu học hỏi. Thì tôi nghĩ là chơi game cũng vậy, mình đừng có vợ nghĩ mình là có tuổi, mình cứ nghĩ mình nhỏ tuổi. Sẵn tiện nói về tuổi tác ở đây thì chúng tôi cũng không tiện khoe cái số tuổi của chúng tôi đâu. Đúng rồi, chúng tôi muốn đặt tên đội luôn được không ạ? Dạ xin mời ạ. Nói về tuổi tác thì chúng tôi xin được giấu nhẹ, nhưng cái tinh thần đến với chương trình nó sẽ rất là quan trọng. Đội chúng tôi xin phép có tên là... Nếu mà nói về tuổi tác á thì mọi người mất công phải lên Google tra mà lắm. Mọi người cứ nhìn thẳng vô hai khuôn mặt này. Đúng không? Nhìn làn da của chúng tôi, nhìn khuôn mặt, nhìn ánh mắt của chúng tôi là biết chúng tôi là những người còn rất trẻ. Và đội chúng tôi xin phép được mang tên là Tuổi trẻ. Kính thưa hai anh chị. Hai người anh đã có tuổi trong chương trình ngày hôm nay. Từ đầu đến giờ chúng tôi chưa nhắc gì đến tuổi tác, và hai anh đã tự mình khui ra cái chuyện đó. Cho nên chúng tôi cũng không có ngần ngại gọi đội các anh là đội tuổi trẻ. Đội tuổi trẻ đi. Vâng, bên này đã đặt tên rồi thì thôi mình không cần giấu tên của mình nữa. Xin mời các bạn sẽ đặt tên cho đội của mình ạ. Ủa, ý là bên anh là tuy là có tuổi rồi. Ê, đâu có. Không có. Tuổi ai cũng có hết trơn. Ủa, cái đó là giống như mọi người, quý vị khán giả người ta xem á, cái người ta không biết, người ta sẽ tra Google rồi này kia. Ai mà nghĩ là anh sự là ai mà tự nhiên em nói ra vậy, xong có một người tra lên Google nói Ngọc Thuận 41 tuổi. Cái gì? Phải không? Hay là 45? Thôi cái đó mình bỏ qua đi. Mọi người đừng có tra Google, tập trung vô xem chương trình nha. Rồi, quay trở lại. Thôi nếu mà vậy thôi bọn em cũng vô thẳng vấn đề. Bên đó tuổi trẻ thì em nghĩ rằng là đang thấy khuôn mặt của Linh rất là baby. Và em cũng baby không kém. Mình phải tự tin em, mình phải tự tin mình trẻ đúng không? Mình phải tự tin thôi, mình đặt là tuổi thơ đi ha. Tuổi trẻ với tuổi thơ thì đến với chương trình thì chắc chắn sẽ có cái câu slogan gì đó nó liên quan đến cái tuổi của mình. Rồi không, cái tên đội của mình. Tên đội đi ha. Rồi em mình sẽ đồng thanh cái tên đội, xong mình nói đồng thanh luôn cái slogan ha. Slogan đó thì có tuổi mà vẫn còn trẻ. Trời ơi, sao tưởng khẳng định vậy? Vậy đi. Đội của em ngày hôm nay đến đây quyết đấu với tên gọi là Tuổi trẻ. Với slogan là... Em nghĩ câu này khó lắm. Cho anh đọc lại chút xíu đi, cái câu đó nó hơi ngượng với anh. Bây giờ mình chia đôi ra đi, anh đỡ ngượng hơn. Mặc dù có tuổi thì em nói câu sao cho thử. Không, em nói câu đó đi, nó hợp với em hơn. Rồi, 2-3. Đội của chúng tôi xin phép lấy tên là đội Tuổi trẻ. Mặc dù có tuổi nhưng chưa có tên. Trời ơi, quên. Cái gì? Nhưng vẫn còn trẻ. Nhưng vẫn còn trẻ. Ok. Mặc dù có tuổi nhưng vẫn còn trẻ. Đó. Đấy. Hay quá. Bây giờ đến đội nữ của mình thể hiện đi ạ. Tuổi thơ của mình còn thể hiện đi ạ. Dạ. Đội của chúng em tên là Tuổi thơ. Slogan của chúng em là dù có tuổi nhưng bọn em vẫn suy nghĩ một cách rất là ngây thơ. Mà đến với chương trình mà suy nghĩ ngây thơ thì khó mà có thể chiến thắng. Chúc mừng các bạn, các bạn đã đạt giải nhì. Chúc mừng. Và bây giờ thì chắc là cái phần mà giới thiệu rồi giao lưu quá là sinh động đến từ hai đội rồi, thì mời hai đội chúng ta hãy cùng trở về vị trí và bắt đầu với vòng 1 của chúng ta ngày hôm nay nhé. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Và xin mời hai đội chơi chúng ta hãy cùng đến với vòng 1 mang tên Chuyện Nhà Tôi Đó. Trên sân khấu sẽ diễn ra một tình huống do các diễn viên của chúng tôi thể hiện. Họ bất chợt dừng lại và hai đội chơi sẽ đưa ra cái ý kiến cũng như là quan điểm của mình để giải quyết tình huống đó tiếp theo sẽ là gì. Sau đó chương trình sẽ hiển thị những ý kiến đã được khảo sát qua 100 người. Số điểm sẽ tương ứng với số người được khảo sát là 20, 15, 10 và 5. Và câu trả lời đúng phù hợp với ý kiến ở trên màn hình thì sẽ mang về cho các bạn số điểm tương ứng. Và không biết là hai đội chơi đã hiểu luật chơi chúng ta chưa?
Dạ, nếu mà hai đội chơi đưa ra cùng một phương án thì sao ạ? Sẽ nhận về cùng số điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với tình huống của vòng đầu tiên được mang tên Tiêu tiền hay tiết kiệm. La 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 la. Ủa? Yeah, hả? Ủa? Cái gì mà vui vậy chị? Có gì đâu mà vui, cũng bình thường thôi. Thì đối với tôi bây giờ cuộc sống của tôi mùa nào cũng là mùa xuân hết. Mới mua đồ mới nữa hả? Không quá. Gần vậy á. Cũng mới á, sách mới rồi đó. Là sao không hiểu má? À, tôi xin được phép flash nhẹ, khoe nhẹ với bà là tháng tới á, tôi có một chuyến du lịch nước ngoài. Wow. Du lịch nước ngoài luôn. Ghê nha, chốt chưa? Chốt rồi, bây giờ ha là tôi hả đặt vé máy bay là tôi lên tôi tìm hết trơn rồi. Kế hoạch là ở đâu nè, đi đâu nè, ăn gì nè, mua gì nè là tôi tính hết trơn rồi. Chỉ có mua quà cho bà là chưa tính thôi. Đó bây giờ nói gì đi rồi người ta mua quà cho. Trời tóm lại là mọi thứ xong xuôi rồi. Bây giờ ha tôi định á, khi mà tới đó tôi sẽ tận hưởng tất cả những khoảnh khắc ở đó. Ê, hả? Mà tổng sơ sơ thiệt hại của chuyến đi bà là nhiêu vậy? Nhiêu đâu, thì tầm 20-25 triệu à. Chị hết rồi. 20 triệu trong một chuyến đi hả? Hả? Mắc quá à. Thôi tôi không đi, không đi. Ủa gì vậy? Tính ra là kể chia sẻ thôi, không ai rủ đi luôn. Ủa gì vậy? Nhưng mà nói nghe nè, bà biết sao, tôi với bà quen biết bao lâu rồi, tôi biết cái tính bà. Dễ gì mà bà bỏ ra số tiền đó bà cho một chuyến du lịch. Cho nên tôi đâu có rủ bà đâu, tôi chia sẻ với bà vậy thôi. Ê, nói nghe nè Chi. Hả? Bà cho phép tôi làm cái chuyện này với bà được không? Chuyện gì mà phải xin phép dữ vậy? Bà cho phép tôi cản bà được không? Trời. Bà nghĩ sao mà bà chi 20 triệu cho một chuyến du lịch nước ngoài? Trời ơi, nó phí quá. Mà đi khoảng bao lâu rồi? Đi tầm tuần. Mà khùng rồi Chi ơi. Ủa gì vậy? Một tuần lễ cho một chuyến du lịch 20 triệu. Ê không ấy, bà kiếm cái chỗ nào đi rẻ rẻ đi. Thiệt á? Lãng nhách không? Không. Cái kế hoạch này tôi đã lên từ lâu rồi hả? Tôi dành dụm, tôi tích góp được cái số tiền đó là tôi có xong là tôi phải đi liền. Bà nghĩ sao mà bà nói tiếc? Tiếc gì mà tiếc? Trời ơi, mình làm được thì mình phải tiêu được, đúng không? Và bà tiêu xong thì bà sẽ kiếm lại được, đúng chưa? Mà bà nói sao mà tiếc? Bà đi tới hả một cái chân trời mới, rồi xong hả bà có những trải nghiệm mới, mở mang tầm mắt ra. Như vậy mà tiếc gì? Tiếc là gì biết không? Là mai mốt nha, bây giờ để dành nè, xong mai mốt lớn tuổi nè, một đống tiền luôn, xong cái tay chân yếu vậy nè, cái đi du lịch không được, đó mới tiếc á. Tôi thấy 20 triệu cho một chuyến du lịch rất phí, rất là phí. Bà tỉnh táo giùm cô cái. Tỉnh Sang. Chi ơi. Sang nói Sang nghe nè, để Chi nói cho Sang nghe. Sang á, đừng có tiết kiệm nữa. Cái tính của Sang á, muốn nói hoài luôn mà không được á. Tiết kiệm mà quá đáng luôn, bạn hiểu không? Đây, tôi nói cho bà nghe. Cái đó không phải là tiết kiệm mà gọi là biết nhìn xa trông rộng. Trời ơi, mình làm mình phải để một cái khoản dự phòng cho bản thân mình chứ. Lỡ như mình có một cái chuyện gì thì mình có tiền mình chi tiêu. Còn như bà làm như bà xài hết. Nè ha, tôi nói nha, lỡ như thôi nha. Đừng. Ý là tôi nói lỡ thôi, ba má dưới quê mà có chuyện gì nữa là sao? Tiền đâu? Lúc đó bà đi mượn tiền tôi. Trời ơi, no, không cho mượn, không Sang. Nha. Tỉnh táo Sang, Chi này chưa bao giờ mượn tiền Sang, đúng chưa? Bà ơi, tôi nói bà nghe nè, bà tiết kiệm vậy cuộc sống bà không có ý nghĩa nè. Đây. Cái mà bà cần phân biệt ở đây á là chi tiền cho cái mình cần hay là chi tiền cho cái mình muốn. Nhiều khi cái mình muốn nó thật sự nó không cần thiết. Chẳng hạn như cái chuyến du lịch của bà tôi thấy nó không có cần thiết. Tôi nói bà nghe nè, tiết kiệm tôi sẽ tiết kiệm. Nhưng mà bây giờ còn trẻ mà thì đợi qua bao nhiêu tuổi đi tôi tiết kiệm. Đâu có muộn đâu. Tôi nói... Đừng nói chuyện nữa. Dẹp ở đây, một lát tôi sẽ mở màn đó bà tôi nói chuyện mẹ tôi đây. Dạ con nghe nè mẹ. Dạ. Hả? Nhà mình cần làm trang trại gà thêm hả? Mẹ cần nhiêu? 20 triệu hả? Là... Dạ là tháng sau hả mẹ? Dạ rồi để con tính rồi có gì con gọi lại cho mẹ sau nha. Dạ. Ủa? Cái mặt bà lép nãy đâu rồi? Mẹ tôi mới gọi. Thì biết mà mẹ mới gọi. Thôi sao? Mẹ tôi nói nhà tôi cần làm trang trại gà thêm. Cần 20 triệu. Đó! Thấy chưa? Tôi nói rồi mà. Tôi mới nói dạ, không tin đâu. Tôi nói là dưới quê lỡ mà có chuyện gì thì tiền đâu. Rồi giờ bà tính sao?
được cảm ơn diễn viên Hoa Thảo và diễn viên My Anh đã hỗ trợ cho tình huống vừa rồi. Tuyệt vời. Như vậy là chúng ta vừa theo dõi tình huống được diễn ra trên sân khấu này. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của chương trình đặt ra cho chúng ta xem là gì nha. Xin mời. Theo anh chị, Chi sẽ quyết định như thế nào? Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ mẹ thì không biết là Chi sẽ làm như thế nào. Bây giờ chắc phải mời đội tuổi thơ chúng ta nêu lên ý kiến cũng như quan điểm của mình và dự đoán cho cái tình huống vừa rồi. Linh, em có suy nghĩ gì trước nè? Tâm lý 7 tuổi thôi, đội tuổi thơ ngây đúng thơ. Đúng rồi, tuổi thơ, mình ngây thơ thôi. 7 tuổi thôi. Em nghĩ là không, nếu mà bạn đó bỏ ra 20 triệu để mà bạn đó đi du lịch thì tất nhiên là bạn đó sẽ phải còn dư một khoản nữa, chứ không lẽ đi du lịch về là hết tiền luôn sao? Nên là em nghĩ là bạn sẽ vẫn đi. Chi vẫn sẽ đi du lịch. Nếu mà thật sự là Chi còn tiền á thì Chi sẽ nói dạ rồi con sẽ gửi về cho mẹ, nhưng mà thấy là cô ấy khó xử là chắc chắn là cô ấy không còn tiền mà. Nhưng mà em chỉ nghe cái câu đó là mẹ muốn làm thêm, là tức nghĩa là ở nhà đã có rồi, đôi khi bạn cũng không có cần phải quá gấp về cái chuyện là trong vòng tháng này bạn nó sẽ phải gửi tiền liền về cho mẹ đó. Với bản thân em thấy như tình huống Chi và bạn của Chi cũng khá là thân. Và bạn này cũng có nói rằng là tới đó là tôi không cho bà mượn đâu. Thì cô Chi này sẽ nói thôi tôi cũng đã lỡ lên kế hoạch rồi, thôi tôi đi nốt chầu này đi bà ơi, bà ráng cho tôi mượn đi, tôi hứa là lần sau tôi sẽ coi là tôi chi cái gì cho việc cần còn hơn là tôi chi cái gì cho việc muốn. Đó thì theo em vậy là Chi vẫn sẽ đi du lịch và bạn của Chi sẽ cho Chi mượn tiền. Thật ra đối với Minh Xù thì do là cái tính cách của từng người hoàn toàn khác nhau thôi. Đối với em anh Thuận là em có những người người bạn á, đối với sở thích riêng cá nhân á thì họ vẫn giữ cho riêng mình. Mặc dù lúc đó thì vẫn đang còn rất là nhiều số tiền mà mình phải xoay sở trong cuộc sống cá nhân của mình, nhưng đi du lịch là cứ mỗi tháng là chị phải đặt cho mình một cái mục tiêu là cứ mỗi tháng là phải đi đến một cái địa điểm nào đó. Lúc đó không có tiền vẫn vay để mình có thể đi trước đi. Mình thỏa cái lòng mong muốn, cái đam mê của mình trước đi, sau đó về mình kiếm tiền mình trả lại sau. Đối với bản thân Minh Xù thì lúc mà cái tình huống đặt ra như thế, mẹ mới gọi lên thì cổ còn hơi giận sao, tại vì gia đình vẫn là trên hết. Nhưng cúp điện thoại một cái, theo bản thân Minh Xù nghĩ rằng vẫn sẽ đi. Dạ, sau đó mình xoay sở cái số tiền từ người bạn bè nào đó để giúp đỡ cho mẹ sau. À, quan điểm của em vẫn đồng tình với hai cô gái bên kia. Rồi, trường hợp này mình cũng thấy nhiều trong cuộc sống. Và ngày xưa lúc mà mình còn trẻ thì mình cũng đã gặp cái ngày xưa đó anh. Ngày xưa lúc mình trẻ hả? Ngày mới xưa có, tức là năm ngoái đầu đó. Năm ngoái năm kia rồi đó. Đó, đó, đó. Ý là tại mình dùng cho nó có khoảng cách ra đó, năm ngoái năm kia rồi đó thì mình cũng có rơi vào một trường hợp giống như vậy, là mình có những cái dự định để mình đi du lịch là mình làm cái gì đó cho riêng bản thân mình, đùng cái nhà xảy ra chuyện hay là anh em gì đó xảy ra chuyện thì sẽ họ hỏi mình, thì mình sẽ phải đứng giữa cái chuyện là mình đã sắp xếp hết rồi mà bây giờ mình phải như vậy, thì bản thân mình sẽ ok tôi giúp luôn, nhưng mà mình không có bỏ đi cái niềm đam mê của mình, tại vì nếu mình bỏ đi cái đam mê của mình á thì mình sẽ không có cái tinh thần để mà mình về mình kiếm tiền lại, cho nên là cô ấy sẽ đi và cô ấy sẽ nhờ một ai đó giúp trước trong cái khoản này và về cô ấy sẽ làm để trả lại. Không mà thật sự đúng, em nghĩ vậy. Hồi nãy là em kể chuyện chị em thôi, chứ còn cá nhân em nghĩ là cô Chi này cổ đã mua vé rồi, trường hợp em đã mua vé rồi, book hết tất cả mọi thứ rồi, mà bây giờ vì một cái lý do đó mà em cancel hết, em bỏ hết tất cả những cái thứ mình đã book thì nó còn phí hơn là cái chuyện mình sẽ phải đi tìm cách để mình xoay sở làm sao để giúp mẹ đó. Chứ bây giờ mà trong chủ đề hôm nay là tiêu tiền hay tiết kiệm đúng không, thì em nghĩ phương án là cứ đi rồi mình xoay sở cái tình huống nào đó để giúp cho mẹ sau, thì cái đó gọi là tiết kiệm á. Thật ra thì trong cuộc sống của mình á, khi mà mình làm ra tiền nó sẽ giúp cho mình có rất là nhiều thứ. Cái việc mà đi du lịch nó cũng mang lại cho mình một cái giá trị nữa, đó chính là giá trị tinh thần của mình. Sau một cái khoảng thời gian mình làm việc cực nhọc để mình tạo ra được cái đồng tiền đó thì mình cũng nên thưởng cho bản thân mình. Tại vì mình cũng đâu đó trong cái khoảng thời gian trước đó, một vài năm trước đó thì mình cũng đã từng gặp một số bạn bè anh chị của mình á là chỉ làm ra tiền và làm ra rất nhiều tiền nhưng không có nhu cầu muốn tận hưởng, thậm chí cho mình mượn tiền đi nhưng họ sẽ không đi, tại vì họ nói họ đi họ sẽ không kiếm tiền, họ ở nhà họ kiếm tiền mà họ không cần cái đó. Quan trọng là cái người họ thích đi du lịch hay không. Em là một người không thích đi du lịch, nếu em có dự định đi du lịch mà em nghe mẹ em như thế
em cũng quyết định là em sẽ hủy. Và mình có đi du lịch mình cũng chẳng cảm thấy vui. Thôi phản đối. Phản đối đúng rồi. Thôi tại vì mình thôi tôi thấy bên đồng đội kia cũng phản đối. Em đi du lịch nhưng mà em vẫn có tiền đưa cho mẹ thì mượn, mình mượn. Đây, vay mượn. Thì em mới nói rằng là với em một người không thích đi du lịch anh ơi. Đây bây giờ tôi phân tích trong 20 triệu chọn gói đó. Thì tiền máy bay nè, tiền khách sạn nè, tiền xe cộ này kia nọ mọi thứ đã booking hết rồi đúng không? Thì nó sẽ dao động tầm khoảng 10 triệu. Mất khoảng 30%. 50 cho tới 60%. 10 triệu. 40% còn lại là số tiền mà chúng ta sẽ qua bên đó mình chi tiêu ăn uống rồi xe cộ các thứ đúng không? Trong cái vòng đầu tiên này chúng tôi không cần các bạn tranh luận. Dạ. Chúng tôi chỉ cần các bạn đưa ra cái ý kiến cũng như là cái cảm nhận của mình để mình có thể là quyết định xem là ở trong câu chuyện này thì Chi sẽ giải quyết như thế nào. Bởi vì như Ngọc cũng có chia sẻ, đó cũng là một cái ý kiến của một người. Và ở đây cũng có thể là Ngọc cũng sẵn sàng là tôi ở vị trí số 4 cũng được, số điểm thấp hơn cũng được. Dạ, nhưng mà đó là của em. Đúng là đó là ý kiến của mình. Thế giống như Huy mới nói là vòng 1 này chơi hai đội chúng ta không cần tranh luận. Đúng rồi. Dạ, đúng đội rồi. Bên này không cần tranh luận nhưng mà thấy đội đó hai người bắt đầu tranh luận với nhau đó. Ngay từ đầu phỏng vấn đội em thì em cũng đã ra phương án rằng là cô Chi, bạn của cô Chi sẽ cho cô Chi này mượn tiền để cho cô Chi này du lịch. Đó là em nghĩ là đó phương án đó. Đúng là rồi. Theo cái bản của chương trình đó là phương án của đó, em đó. Nhưng mà em cũng phải nói lên cái suy nghĩ và cái cách của em. Cái đó là quan điểm của em. Bây giờ quan điểm của Linh nè, đối lập lại em. Không, thật ra là suy nghĩ mỗi người mỗi khác nhau đó. Mà kể qua từng độ tuổi thì sẽ khác nhau. Như tụi em trẻ tụi em sẽ nghĩ khác, còn bên bệnh thì trẻ hơn sẽ nghĩ khác hơn. Có tuổi trẻ hết. Bây giờ thì mình cũng đã nói rất là nhiều về ý kiến cũng như quan điểm của mình rồi, và bây giờ là thời gian để các bạn chốt câu trả lời và viết lên bảng của mình. Rồi còn Linh là Linh sẽ đi du lịch hay là Linh ở nhà đưa tiền đó cho mẹ em để không mẹ biết làm nữa việc. Ở trong nhiều tình huống thì em nghĩ là em có thể đánh đổi cái sở thích, cái đam mê của mình để mà chi cho cái việc nó cần thiết hơn đối với những người thân ở xung quanh em. Đó, thấy chưa, Linh còn ý kiến với em. Cho dù là cái việc đó em thích nhưng mà em cảm thấy là nếu như mà bây giờ mà mình không có đi cái này nhưng mà mình giúp được cho mẹ cái việc cần hơn đó thì em sẽ hy sinh để làm cái việc đó trước đó, rồi mình đi du lịch sau. Mình vẫn đang kiếm tiền mà mình đi chơi chậm chút xíu thôi, nhưng mà mình có thể một công đôi chuyện, mình vừa giúp được mẹ và sau đó thì mình vẫn đi chơi được. Thì em sẽ làm như vậy, em xử lý tình huống như vậy. Anh có câu trả lời của mình chưa ạ? Rồi, có rõ em rồi, nhưng mà đang đắn đo. Nhưng mà đang đắn đo nè. Bây giờ để em cho anh Minh Thù xem luôn là những câu trả lời mà chúng tôi đã khảo sát với 100 người là như thế nào. Để cho anh Minh Thù không phải lăng tăng nữa. Xin mời. Ý kiến thứ nhất, Chi hủy chuyến du lịch để gửi tiền về cho gia đình, 20 điểm. Ý kiến thứ hai, Chi sẽ tìm một chuyến du lịch khác rẻ hơn để tiết kiệm tiền gửi về cho gia đình, 15 điểm. Ý kiến thứ ba, Chi vẫn giữ kế hoạch du lịch đồng thời làm thêm việc để tăng thu nhập gửi về cho gia đình, 10 điểm. Ý kiến cuối cùng, Chi mượn tiền để giúp mẹ và vẫn giữ kế hoạch du lịch, 5 điểm. Chi hủy chuyến du lịch để gửi tiền về cho gia đình. Đó giống là như ý kiến đúng rồi. Đúng rồi. Thì nó lại là nằm ở cái việc là điểm cao nhất. Nhưng mà không biết là Ngọc có lựa chọn đó hay không. Chi sẽ dời chuyến du lịch và gửi tiền về cho mẹ trước. Hay quá. Vậy là hủy đó. Hủy rồi. 20 điểm rồi. Đó chính là một câu trả lời gần giống với đáp án đầu tiên của chúng tôi. 20 điểm. Rồi. Thường người ta nói là gì? Đầu xong thì phải có cuối xong. Tụi em cuối xong nha. Chúng ta đã nhận được 5 điểm đầu tiên về cho đội của mình. Có hơn không anh ơi? Vòng đầu tiên thì chỉ đơn giản như vậy thôi. Chúng ta có thể là nhìn nhận ở nhiều cái khía cạnh khác nhau. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với vòng 2. Và ở vòng 1, đội tuổi thơ đã mang về cho mình 20 điểm. Cảm ơn nhiều. Và đội tuổi trẻ đã mang về cho mình được 5 điểm đầu tiên. Xin được chúc mừng. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao để trước khi đến với vòng 2 của chương trình. Chào mừng mọi người đang cùng quay trở lại với chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Và bây giờ chúng ta đang cùng đến với vòng 2 mang tên Chuyện To Chuyện Nhỏ. Và với vòng 2 này thì sẽ có một thử thách mà chương trình chúng tôi đưa ra dành cho hai đội chơi. Thử thách được mang tên bộ đôi ăn ý. Ở vòng này đội nào giành chiến thắng sẽ mang về cho mình số điểm, đó chính là 20 điểm. Đội còn lại sẽ không có điểm nào cả. Ủa?
Và như mọi người đã thấy ở đây thì hai thành viên trong đội chơi của chúng ta sẽ bị cột tay với nhau. Và nhiệm vụ các bạn sẽ đến đây dùng hai tay còn lại của mình mặc chiếc áo này vào, cài nút lại. Mặc xong chiếc áo này là các bạn sẽ nhặt một quả bóng của chúng tôi tung lên, dùng đầu hoặc dùng chân để có thể di chuyển quả bóng này đến vị trí chiếc phao ở đây. Đội nam thì sẽ di chuyển quả bóng màu xanh và đến với cái phao màu xanh, và đội nữ cũng vậy, sẽ đến với cái phao màu hồng. Trong khoảng thời gian 3 phút quy định của chương trình, đội nào mang về cho mình số bóng nhiều hơn, đội đó sẽ giành chiến thắng. Sẵn sàng chưa? Dạ rồi ạ. Đã sẵn sàng rồi thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu mặc chiếc áo khổng lồ của chúng tôi. Xin mời. Vô. Đâu có. À, dạ, từ. Được chưa? Không, móc cái tay. Đội nữ người ta rất là điềm tĩnh, rất nhẹ nhàng. Đúng rồi. Rồi. Rồi, hai chàng trai. Chúc áo đầu tiên đã được thực hiện, hoàn thành. À, chiếc nút có gì đâu nè, cái gì mà lòi một nút vậy thôi. Trời ơi, em thấy đội tuổi thơ là nhịp nhàng đều đều thực hiện từng nút. Sắp hoàn thành xong luôn rồi ạ. Ôi, ok, rồi nè. Tung bóng nào. Nở từng bóng nha, di chuyển. Đúng rồi. Từ cái này để cho. Không được dùng tay nha. Xong. Không được dùng tay. Bóng xanh, bóng xanh, bóng xanh. Vô. Rồi, đi. Chống chừng. Dùng chân. Từ nha. Từng lên. Ôi trời ơi. Đâu. Từ, dùng chân nha. Thấp xuống, đuổi nó đi. Chứng. Lại. Không, đừng mạnh lắm. Rồi. Rồi, đuổi nó đi. Nam có vẻ là... Chứng. Rồi, trời ơi. Rất tiếc. Nắm nó dễ hơn. Wow. Một quả bóng đầu tiên. Ê, hình như mình dùng chân đó. Nó này, dùng chân có vẻ như là dễ dàng chân hơn cho cái đội chơi. Ê, sao bay vậy? Lại. Vẫn còn, đội này đi xa quá rồi. Đúng rồi, đổ ra. Bà Huy rồi. Thôi ơi, bây giờ mình chưa. Không. Anh ơi, bình tĩnh anh. Từ. Anh ơi, mình bình tĩnh anh. Cái gì vậy? Mình bình tĩnh. Rồi, đợi em đi lên đưa. Thời gian đang chơi, tập trung vào chơi đi. Đừng tập trung vào phá người khác nữa. Trời ơi, đội mà không vô. Xa quá rồi. Vô. Ây, đội màu hồng ơi, mình về nó chán khác gì vậy? Ây, em mệt quá. Anh ơi, bây giờ không mấy. Mình để cho hai bé chơi trước đi. Chơi đi, nghỉ ngơi đi. Cái hai tuổi mình cũng có nhiều rồi. Đúng rồi, mấy anh nghỉ đó. Cảm giác sao nè? Đúng rồi em ơi. Cố lên. Đá bên kia không đá, đá tôi chi. Rồi, đi. Vô. Được, con. Từ, bình tĩnh. Yeah. Ủa gì vậy? Từ. Em mệt quá. Ba đi về bệnh. Em mệt quá. Về bệnh đi em. Em mệt quá. Còn 30 giây. Lên anh. Đi. Trời. Chạy rồi. Con bé nó bận mất chân. 10, 9, 8. Anh ơi, anh đã làm gì nữa? 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hết giờ. Bây giờ qua chương trình này, bạn nhận ra một điều. Về nhà phải thường xuyên tập thể dục, chơi thể thao đi, đâu mà chi chuyển mới chút xíu coi thở hổn hển. Không, em nghĩ mình chơi nên chơi lại.
Bây giờ mình Như thế nè. Hồi nãy Huy mới vừa khuyên tụi anh xin phép nhận, nhưng mà em vô chơi đi mới thấy ở nhà thể thao cỡ nào thở. Vậy có 3 phút rồi, cố gắng hết sức mình xin hiểu không? Vâng, và để thể theo yêu cầu của Mỹ Ngọc thì chương trình cũng sẽ cho Mỹ Ngọc chơi lại ở một chương trình khác. Cảm ơn em. Thôi, như mọi người cũng đã thấy rõ kết quả ngày hôm nay rồi đó, thấy không, người ta chơi, người ta tập trung, người ta chơi được 6 quả bóng, còn đội bên này ủa có anh một... ngồi vô hết 2 quả của em rồi. Và như vậy đội tuổi trẻ đã là đội chiến thắng ở vòng 2 này và mang về cho mình số điểm là 20 điểm tuyệt đối. Yeah. Đội gì ạ? À? Tuổi trẻ. 20 điểm vừa rồi đã giúp cho đội tuổi trẻ lội ngược dòng tạm thời với 25 điểm sau 2 vòng thi. Và đội tuổi thơ đã có cho mình được 20 điểm sau 2 vòng thi vừa rồi. Và kính thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghỉ giây lao và chúng tôi sẽ quay trở lại ở vòng 3 của chương trình ngày hôm nay. Xin chào mừng quý vị đã cùng quay trở lại với chương trình Chuyện nhà chưa tỏ. Và với vòng 3 với tên gọi Chuyện nhà chưa tỏ thì chương trình sẽ gửi đến hai đội chơi của chúng ta 3 mệnh đề. Ở vòng thi này thì chúng ta sẽ có 3 mệnh đề. Ở mệnh đề 1 và mệnh đề 2 sẽ được chương trình lựa chọn ngẫu nhiên là bảo vệ hay phản đối cho mệnh đề đó. Sau khi các bạn đã biện luận thì 30 bạn khán giả sẽ đưa ra lượt bình chọn mình cảm thấy thích với phần bảo vệ hoặc phản đối của đội chơi nào. Mệnh đề thứ 3 là mệnh đề vô cùng đặc biệt bởi vì chúng ta sẽ biện luận ở hai chiều, cho nên là số điểm cũng sẽ được nhân đôi lên. Số điểm ở mệnh đề 3 sẽ là 30 điểm. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mệnh đề đầu tiên. Mệnh đề đầu tiên có nội dung như sau: tiết kiệm tiền quá mức là tự làm khổ bản thân. Và bây giờ chúng ta hãy cùng hướng mắt lên màn hình để xem đội nào sẽ là đội bảo vệ và đội nào sẽ phản đối. Xin mời. Và như vậy đội tuổi thơ đã ở vị trí bảo vệ mệnh đề và tuổi trẻ sẽ phản đối đối với mệnh đề này. Cái câu là tiết kiệm tiền mình phải để ý đến từ quá mức. Quá mức đây có nghĩa là đến độ mà mình không thể chấp nhận được. Ví dụ như lương của mình một tháng là khoảng tầm 8 triệu chẳng hạn, nhưng mà mình chỉ chi tiêu trong cái vấn đề là ăn uống sinh hoạt thôi, còn bao nhiêu là mình phải tiết kiệm. Tiết kiệm đến độ là mình chỉ ăn mì gói thôi, chứ không được thưởng bản thân là mình thèm cái gì, mình được ăn cái gì. Từ cái quá mức đó mà mình dẫn lên kiệt sức. Nên với bản thân Ngọc, vì sao cái này Ngọc bảo vệ? Tuổi trẻ mà, có làm mình phải có hưởng thụ. Hưởng thụ đây là mình có thể là mua những cuốn sách, mua những kiến thức hoặc là bồi bổ bản thân bằng một cái ngành học hoặc là một cái kiến thức gì đó. Và mình cũng lâu lâu mình cũng nên trải nghiệm bằng cách là đi du lịch. Vì Ngọc thấy là đi du lịch là một trong những cái mà để mình mở mang kiến thức một cách là nhanh nhất. Với Ngọc tuổi trẻ nên vừa làm việc, mình vừa trải nghiệm để có thêm kinh nghiệm cho bản thân. Với em là như vậy, chứ còn em thấy có một số người là tiết kiệm lắm nhưng mà cuối cùng là người coi cọc ra thấy mệt mỏi rồi đó. Ren à, chúng tôi sẽ phải được chúng phản đối. Phản đối Ren, chúng tôi phản đối à. Xin mời người anh của tôi à. Chúng tôi phản đối tại vì tuổi trẻ mà chúng ta không biết tiết kiệm tiền, chúng ta không biết chi tiêu tích góp một cách hợp lý thì đúng, chúng ta sẽ rơi vào trường hợp không có tiền để xài. Vâng, lượt thứ hai của tôi phép được chia sẻ như sau. Chúng tôi phản đối việc tiết kiệm quá mức sẽ làm khổ bản thân mình. Vì sao lại như thế ạ? Chúng ta còn trẻ, chúng ta phải tiết kiệm để chúng ta có nhiều cái điều kiện hơn, để chúng ta có thể mua được những cái gì mà chúng ta mong muốn. Ví dụ, chúng ta muốn mua một chiếc áo mới, chúng ta phải tiết kiệm tiền để chúng ta có thể mua được nó, đúng không ạ? Thứ hai, chúng ta nếu như mà chúng ta yêu thương gia đình giống như cái phần đầu tiên ở trong phần 1 thì chúng ta phải tiết kiệm thôi để mà chúng ta lo được cho ba đúng mẹ rồi của mình. Thí dụ như mình làm 10 đồng đi thì mình chỉ cố gắng chi tiêu đâu đó khoảng 3 đến 4 đồng thôi. 6 đồng kia mình sẽ dự trù cho tương lai. Hay quá à. Anh thấy anh tiết kiệm quá mức gì, anh thấy anh khổ cho bản thân anh không? Anh không thấy khổ tại vì anh có rất nhiều tiền trong tài khoản ngân hàng của mình. Bởi vì là anh sẽ tiết kiệm được, ví dụ như một năm anh sẽ có thể mua được một chiếc xe máy, 3 năm chúng ta có thể mua được một chiếc xe hơi đó, và 10 năm chúng ta có thể mua được một cái nhà. Đó, cho nên chúng ta phải tiết kiệm đúng không anh?
em biết vì sao mà mình phải tiết kiệm không? Đúng. Mình tiết kiệm á khi mà chiều về á mình đi làm về á bắt đầu đó. Mình bung cái đống tiền mà mình ra tiết kiệm á cái mình đếm trời mình đếm cái mình bung lên lâu lâu nè, lâu nè. Tiết kiệm quá mức không làm khổ bản thân đâu, bởi vì có nhiều tiền nhìn nó sướng. Mà cái vấn đề á bây giờ thường là mấy anh đi làm về là chuyển khoản không mà không ai lấy tiền mặt hết trơn. Bây giờ tụi anh sẽ lấy cái tiền trong tài khoản đó đi ra cây ATM rút tiền ra để về đếm cho nó sướng. Hay quá, hợp lý con. Tiết kiệm đó là tiết kiệm một cách quá mức. Đúng rồi. Quá mức là có nghĩa là mình không chi tiêu gì cả. Mình gọi là quá mức. Vậy hồi nãy anh vừa mới nói là tôi tiết kiệm để tôi mua cái này, tôi mua cái áo. Cái đó là chi tiêu rồi đúng không cả nhà? Khoan bé, tôi xin phản đối. Tôi có nói là một năm tôi mới mua được một món đồ. Dạ không. Cho nên là trong những khoảng thời gian còn lại trong năm tôi không mua gì cả. Rồi, đó là anh Minh Xù xong. Xin được hỏi anh Ngọc Thuận. Bây giờ em hỏi anh Thuận. Rồi, xin được hỏi anh Thuận là anh nói là anh làm được 10 đồng, anh chỉ chi tiêu 3-4 đồng. Xin thưa với anh, chi tiêu 3-4 đồng đó là quá nhiều rồi. Vậy thì các bạn hãy đưa cho chúng tôi xem là các bạn khổ ở chỗ nào. Nếu khi các bạn tiết kiệm quá mức, khổ như thế nào? Tại vì đối với em á, khi mà em làm cái công việc diễn viên này á, em cũng phải bỏ tiền ra để em mua phục trang và phục vụ cho cái công việc của em. Như kiểu là em phải đi tập gym thì em phải cũng phải tốn tiền thôi. Nếu mà em tiết kiệm thì những cái đó em đâu có thể thực hiện được. Nên là em sẽ bảo vệ quan điểm. Mình sẽ không thể nào mình giảm cân được. Không liên quan. Ngọc hỏi quý khán giả, nhiều lúc quý khán giả nói là nhiều lúc mình tiết kiệm quá. Mình tiết kiệm chỉ có hai mục đích thôi. Mục đích thứ nhất là mình lo cho gia đình của mình. Mục đích thứ hai là mình lo một cái gì đó về một cái lĩnh lớn lao của mình. Thì mỗi lần các bạn nghĩ đến là mình cần tiêu, mình cần xài gì, xong mình ăn cái gói mì này để chi tiêu cái này, các bạn có cảm thấy khổ không? Trong khi cái tuổi trẻ của các bạn cần là mình phải làm việc và mình cần phải có những cái trải nghiệm thực tế của các bạn. Rèn bạn rồi, xin phản đối. Ví dụ như mình tập gym, mình bỏ tiền ra để mình tập cho mình có sức khỏe. Còn như chúng tôi này, chúng tôi không tập gym, chúng tôi ở nhà coi TV, đỡ tốn tiền. Đúng. Đỡ phải đi tập, đỡ phải đổ mồ hôi. Sống suốt cuộc đời. Mà lúc đó chúng tôi được lăn ra ngủ sướng không? Đúng rồi, vấn đề là anh không tập gym, em thấy cái bụng anh cũng bự rồi đó. Là thật ra có thể là sau này anh không có còn đóng nam thần được nữa đâu đó. Ren, chúng tôi đã tiết kiệm rồi cho nên chúng tôi không ăn gì cả. Cho nên chúng tôi vẫn giữ được cái cơ thể này thật sự là ngon lành đúng không ạ? Đúng rồi. Cái vấn đề là mình cũng phải bồi bổ sức khỏe, không những là sức khỏe bề ngoài. Sức khỏe bề ngoài gọi là gì ạ? Sức khỏe bề ngoài. Thể chất mà nó còn là tinh thần của mọi người nữa. Nên là mọi người cứ nhịn như vậy hoài á, đôi khi mọi người nhớ quên ấy. Đó, tiết kiệm nè, vừa có tiền nè, vừa đỡ phải xách xe thay vì 4-5 giờ, 5-6 giờ đó phải chạy đi tới cái phòng tập đó để tập thể dục. Chúng tôi nằm ở nhà phè ra coi TV. Trời ơi nó sướng. Anh ơi, cái vấn đề nó nằm ở chỗ là cái đó là ý kiến của anh, bởi vì cái nhìn anh có thể là hơi tròn một xíu, nhưng mà đối với em á là tròn cái... sao mà Linh ơi, chị qua đây, các bạn có chấp nhận một cái suy nghĩ của anh Ngọc Thuận là bây giờ không chịu bỏ tiền ra mà nằm ở nhà cày phim? Bây giờ anh nghĩ anh cày phim rồi anh coi một bộ phim hay là cái gì đó được bao nhiêu năm? Khoan, xí luôn. Em nói cày phim là sai rồi. Ở nhà anh nếu mà mình phải coi phim á là mình phải đóng tiền. Không đóng tiền luôn, mình chỉ coi đài miễn phí thôi. Tôi nghĩ rằng không có gì khổ cả rồi. Sung sướng lắm mọi người ơi. Bây giờ vậy nè, hai đứa mình đi ăn. Đúng. Anh là người tiết kiệm nè. Đó. Đó. Bây giờ ăn xong nè, bạn bè mà mày trả tiền đi. Trời ơi, tao đỡ trả tiền khỏe. Đó. Trời đó, tiết kiệm. Cái đó thấy khổ chỗ nào? Không có khổ mà là sướng. Bây giờ chúng tôi cho hai đội, mỗi đội một cơ hội để chốt lại những cái gì mà nãy giờ mọi người nói. Thật sự chúng ta chỉ cần tiết kiệm quá mức trong một khoảng thời gian nhất định. Chúng ta tiết kiệm quá mức với bản thân thôi, chứ chúng ta không có tiết kiệm quá mức với ai cả. Nhưng mình tiết kiệm được thì một năm mình mua được món này, 3 năm mình mua được món kia. Đúng không ạ? Mình không thể để cho cái tiền nó cứ tồn tại mãi trong ngân hàng của mình được mà mình không sử dụng nó. Nếu không chuyển hóa tiền thì chắc chắn tiền nó vô nghĩa. Và chúng tôi cảm thấy là chúng tôi có tiền, chúng tôi có thể là mua được rất là nhiều thứ cho bản thân, cho nên không hề khổ một chút nào cả. Đơn giản vậy thôi. Khi mình có tiền thì chắc chắn là không bao giờ khổ rồi, đúng không? Chúng ta tiết kiệm cho một khoảng thời gian nào đó. Khoảng thời gian đó là bao lâu? 20 năm, 30 năm, xong mất thanh xuân. Ngọc chỉ muốn chúc Hà lại với mọi người như thế này. Có làm và mình phải có hưởng thụ trên cái đồng tiền của mình. Em xin được phép nói là không phải là mình làm những cái điều đó mình không có tiết kiệm đâu. Mình vẫn đang tiết kiệm đó. Nhưng mà tụi mình không tiết kiệm quá mức để ảnh hưởng tới sức khỏe về thể chất và cả tinh thần của mình thôi. Và các bạn khán giả, khi mà nghe cái sự kết luận giữa hai đội thì mọi người cũng đã có cái quyết định của mình. Và bây giờ xin mời các bạn khán giả giúp chúng tôi bình chọn cho đội tuổi trẻ.
tôi đã nhận được 24 lượt bình chọn cho đội tuổi trẻ. Ngon ngon ngon. Và không biết là các bạn khán giả đã dành sự yêu thích dành cho cái phần mà bảo vệ của đội tuổi thơ như thế nào. Bây giờ xin mời lượt bình chọn đến từ các bạn khán giả. Xin mời. Nhiều luôn, nhiều luôn. Nhiều nha. Ôi, wow. 30 luôn. Và chúng tôi đã nhận được kết quả đó là 25 lượt bình chọn dành cho đội tuổi thơ. Trời ơi, chê xích nhau có một lượt bình chọn thôi. Và ở mệnh đề đầu tiên đã giúp cho đội tuổi thơ mang về 15 điểm. À, thực sự thì em nghĩ nha, ở tới thời điểm hiện tại nha, với con người của em ở thời điểm hiện tại thì em thấy cái việc mà tiết kiệm á, quá mức á, cũng rất là tốt. Tại vì khi mình tiết kiệm nhiều như vậy á, thì mình sẽ rút ngắn cái khoảng thời gian để mình đạt được cái mục tiêu của mình trong cuộc sống. Mục tiêu lớn nha. Giống như anh Minh Xù đưa ra cái việc là mình sẽ mua được một chiếc xe máy, mình mua được một chiếc xe hơi, mình mua được một căn nhà. Nhưng với hiện tại thì khi mà mình đã đặt ra mục tiêu vô cùng lớn, thay vì mình phải mất 5 năm để mình có thể là đạt được. Trong cái câu chuyện này nha, nó từng chứng kiến một người họ hầu như là chỉ ăn mì gói và ăn rất là sơ sài trong vòng vài năm thôi, và họ đã mua được một căn nhà tại thành phố. Và khi họ có nhà rồi, bắt đầu họ sống một cuộc sống khác hoàn toàn, tức là họ bắt đầu hưởng thụ cho bản thân. Bắt đầu mình mới hỏi họ là tại sao bây giờ anh lại như vậy. Nói anh không phải là người như vậy, anh rất muốn là tiêu xài cho bản thân mình, nhưng mà anh nghĩ cái nỗi sợ nhất mình không có một cái nơi để đi về, một cái nơi ổn định đó, nó mới kinh khủng hơn là cái chuyện mình tiết kiệm quá mức. Cho nên là anh chấp nhận như vậy, để khi mà anh có được thì anh sẽ bắt đầu trở lại bình thường với đúng nhịp sống của mọi người. Và sau khi chúng ta thoát ra khỏi cái câu chuyện là bảo vệ hay phản đối, thì chúng ta sẽ có cơ hội để nêu lên quan điểm của mình với Ngọc. Thì Ngọc sẽ như thế nào? Bây giờ mình xả vai đi nha. Mình không còn bảo vệ nữa ha. Thì anh thấy những gì mà em có được như ngày hôm nay là thật hết, đúng không? Dạ đúng rồi. Bản thân Ngọc là một người, Ngọc làm ra tiền từ năm lớp 9. Ngọc rất là trân quý điều đó, và bố mẹ Ngọc cũng rất là vất vả. Bố mẹ Ngọc làm nông ở trên Đà Lạt á. Nên chính vì vậy với bản thân Ngọc, Ngọc luôn luôn muốn tiết kiệm tối thiểu nhất để mình có những cái gì cho mình, để bố mẹ không có phiền lòng. Lúc mà đầu tiên em mua được căn nhà ở thành phố Hồ Chí Minh, bố mẹ em rất là mừng, anh vay tiền tất cả mọi người cho em, trong khi đó có khoản tiền của em. Anh tin là trước đó là mình đi siêu thị á, mình không quan tâm là cái này, mình đi siêu thị là mình chỉ thấy là mình thích, hồi xưa là mình chỉ thích món nào mình lấy thôi. Còn bây giờ khi mà mua nhà nợ ngân hàng rồi anh, là mình để ý rằng là khi mà mua cái cuộn giấy đó, mình phải loại giấy vệ sinh nghe, mình phải lựa cái loại nào rẻ tiền nhất mình mua. Với em là em đã từng trải qua và em cũng đã rất là tiết kiệm vấn đề đó. Nhưng tiết kiệm cái gì mình có vừa phải thôi. Riêng sức khỏe là các bạn phải luôn luôn ưu tiên cho mình. Tiết kiệm cái gì cũng được, nhưng sức khỏe, các bạn muốn ăn gì, các bạn muốn uống gì, các bạn phải cho mình, để mình đầu tiên cái tư tưởng mình khỏe, cái tư tưởng mình nó thông suốt thì mình mới có năng lượng. Tuổi trẻ của các bạn phải dám thách thức, cũng phải dám trải nghiệm. Một bà chị của Ngọc chi ra 1,5 tỷ để đi được tất cả các nước châu Âu. Em lúc mà em nghe cái câu chuyện đó, em nói là em mà có 1,5 tỷ đó là em mua ngay căn hộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Em không dám chi cái 1,5 tỷ đó đâu. Nhưng chị trả lại, đúng là mỗi người mỗi quan điểm. Chị nói là chị đi thì học hỏi được nhiều thứ lắm. Chị làm về thời trang, chị phải đi tất cả các nước để chị chiêm nghiệm được về cái thời trang của châu Âu. Đó là bổ sung cho công việc của chị, kiến thức của chị. Còn Ngọc làm được bao nhiêu là Ngọc chỉ bỏ vô nhà và đất thôi, không dám chi tiêu và chỉ dành tiền cho và gia đình thôi. Trời ơi, tôi mới vừa nghe cô ấy thốt ra, cô ấy không xài gì cả, bỏ tiền vô nhà và đất thôi. Trời ơi, là một pha flex nhẹ. Nhưng mà thực sự ra là phải nói là với cái luận điểm này á, với cái quan điểm cá nhân của từng người thì sẽ có cách suy nghĩ khác nhau. Tại vì mình sẽ phải làm sao cho nó phù hợp với hoàn cảnh sống của mình nhất. Tại vì giống như Ngọc vừa chia sẻ hồi nãy, thì tùy vào tính chất công việc mà mình phải đầu tư một cái số tiền nào đó. Thật sự ra đó cũng là một dạng tiết kiệm nha. Bởi vì là mình đầu tư vô bản thân là không có cái gì là phí phạm cả. Cho nên là đối với quan điểm của mình thì mình tiết kiệm quá mức, nhưng mà đối với bản thân mình nghĩ nó là đủ thì là được rồi. Làm sao thì giống như Ngọc nói, thì mình sẽ cân bằng được cả hai mệnh đề này để làm sao cho cái sức khỏe mình thật là tốt, để mà mình có thể có được nhiều thứ trong một khoảng thời gian nhất định mà mình đã đặt ra mục tiêu. Rồi đó là mệnh đề đầu tiên thôi. Mệnh đề thứ hai của chúng ta có nội dung như sau: tuổi trẻ nên chọn cách sống hưởng thụ. Và bây giờ chúng ta cùng nhìn lên màn hình để xem ai sẽ bảo vệ và ai sẽ phản đối nhé. Xin mời. Mình lại bảo vệ rồi. Mình bảo vệ rồi.
Tự nhiên lúc này tôi thấy tôi nên già đi. Không muốn trẻ nữa. Các bạn ơi, đúng rồi. Tuổi trẻ là chúng ta phải hưởng thụ nha. Tại vì khi mà chúng ta mà có tuổi rồi á, chúng ta muốn hưởng thụ thì cũng hơi khó. Đó. Ví dụ như là chúng ta có tiền nè, tại vì chúng ta chỉ ở nhà thôi, không biết thế giới xung quanh là gì hết, chúng ta đi du lịch đi. Cái lúc đó tuổi trẻ mình rất là đẹp, rất là cơ thể phơi. Còn sáu múi đâu phải như bây giờ. Ủa, đúng rồi hả, xin lỗi. Okay. Chúng ta còn cơ thể sáu múi đó. Ok, thì lúc đó chúng ta có thể chụp những tấm hình và chúng ta lưu trữ lại đó. Những cái gì mà trong cái tấm hình đó nó sẽ không bao giờ thay đổi hết. Anh nghĩ là tuổi trẻ là nên mình chọn cách sống hưởng thụ. Khỏi cần bấm chuông. Khỏi bấm chuông. Hết luôn, hết ý luôn rồi. Các bạn có thấy là khi mà anh Ngọc Thuận và anh Minh Xù đang nói là cuộc sống của những người làm ra rất là giàu và rất là nhiều tiền không? Các bạn nghĩ tuổi trẻ của các bạn để các bạn có thể ăn ở các nhà hàng để hưởng thụ món ăn. Mà nói đến hưởng thụ món ăn là phải nhà hàng 4, 5 sao nghe, đầu bếp xịn nha. Các bạn nghĩ các bạn có thử là một bữa ăn vào đó là hết tiền của các bạn. Rồi đi du lịch. Đâu đâu anh nói cái gì bơ, đi ở đâu? Mình đi. Các bạn nghĩ sao vậy? Một tháng Ngọc tìm ra doanh số của Ngọc tiền cũng rất là nhiều nhưng mà Ngọc chưa bao giờ nghĩ Ngọc đi tới đó nữa. Huống chi là các bạn trẻ, các bạn nghĩ là các bạn có tiền các bạn đi đó sao? Nên Ngọc nghĩ là tuổi trẻ chúng ta nên sống hưởng thụ ở một mức độ nào đó mà thôi. Nhưng chúng ta vẫn phải tiết kiệm. Tiết kiệm cho cái vấn đề là chúng ta bồi bổ cho chúng ta thêm sức khỏe và kiến thức. Mời Khánh Linh. Em sống hưởng thụ. Em xin lỗi chị. Yeah, em xin lỗi chị. Nhưng phản đối đi em. Thí dụ mà mọi người đi hưởng thụ như vậy mà mọi người để ba mẹ mọi người ở nhà không được hưởng thụ là không tốt đâu. Chỉ có một ý thôi. Kính thưa quý vị và các bạn, chương trình này là ba mẹ của Khánh Linh đang xem. Và ba mẹ Khánh Linh sẽ soi xét từng câu nói của Khánh Linh trong chương trình này. Anh ơi, anh không nghe chú Hà của câu Linh nói hả? Mình đi hưởng thụ mà mình không dẫn bố mẹ mình đi hưởng thụ là không được đâu. Rèn, phải hưởng thụ đi để mà chúng ta sẽ có rất là nhiều những cái bài học trong cuộc sống. Yeah. Giống như mình đi danh lam thắng cảnh là chúng ta sẽ có thêm nhiều những kiến thức. Nếu các bạn cứ sống như là anh Minh Xù và trong anh chương trình dạ, hôm dạ, nay. Trong chương trình hôm nay. Mình đang vô vai anh, mình phải vô vai cho nốt. Em cũng đang nói trong chương trình hôm nay. Đội bạn. Giống như đội bạn. Dạ. Các bạn có thử nghĩ thôi, mình chỉ nghĩ là cái gần nhất là cái biến cố Covid vừa rồi. Các bạn cứ nghĩ là các bạn hưởng thụ, có đồng nào tiêu đồng đó. Đến khi giãn cách các bạn không còn một đồng nào trong túi thì các bạn sẽ sống như thế nào? Rồi các bạn nghĩ các bạn hưởng thụ đây đến lúc giống như một cái câu chuyện lúc đầu tiên của mình á. Đến khi gia đình mình, nếu đó là bố mẹ chỉ dành cho công việc, lỡ bố mẹ của các bạn phải cần vô cấp cứu hoặc là một cái vấn đề gì đó mà sinh tử luôn, các bạn không có tiền để cứu được bố mẹ các bạn, thì cái đó mình mới cảm thấy có lỗi. Nếu mình có tiền, mình sống tiết kiệm, lúc nào bố mẹ mình cần hoặc những cần thiết cho gia đình thì mình đều có để mình chi tiêu và giúp đỡ. Tôi đã chốt mà, không cần nữa. Em đang phản biện, hồi nãy anh nói hết ý rồi. Em có một ví dụ. À còn nữa còn. Dạ còn. Em có một ví dụ, mình nói là mình phải có ví dụ. Một người bạn của em làm ở một công ty nước ngoài, rất là trẻ, rất là tự tin, lương của bạn là từ 50 cho đến 70 triệu và tháng nào bạn cũng lên cái target là đi du lịch. Đến khi là tại vì bạn nghĩ là công việc rồi cuộc sống có thể là diễn biến như vậy thôi, nhưng Covid ập đến, đến khi là bạn ấy không có cái Covid là ngưng nên bạn ấy không còn tiền chi tiêu cho những cái vấn đề đó, mới thấy được cái sau cái hậu quả đó, cái chuyện tiết kiệm hưởng thụ quá mức nó bày tai hại như thế nào. Chúng tôi phải sống hưởng thụ, phải có cái tuổi trẻ để sau này chúng tôi có gia đình rồi, chúng tôi kể lại cho con cái chúng tôi nghe là mình đã có một đời sống rực rỡ dữ dội. Rồi. Tôi có chuyện để nói rồi. Tôi không cấm mấy bạn sống hưởng thụ, nhưng mà mấy bạn ngoài sống hưởng thụ, mấy bạn còn phải có trách nhiệm nữa. Đó, nên là cái việc trách nhiệm quan trọng hơn cái việc hưởng thụ chứ. Đó. Tôi không bắt là mấy bạn phải lo hết, nhưng mà cái phần lớn là sao ta? Đúng rồi, cái câu trách nhiệm đó em, cái câu trách nhiệm. Nói chung là có trách nhiệm. Đó. Xin lỗi nha, tôi hay bị mất. Đó, về đúng. Phía rồi đó, thấy đó. Em đó, em phải đứng về phía chị đó. Cái suy nghĩ của em trong cuộc sống nó cũng nằm ở trong cái câu hỏi của mình đó. Đúng rồi, bé lôi bơi về. Tôi không trách các bạn là sống hưởng thụ, nhưng các bạn phải sống có trách nhiệm. Trách nhiệm với chính bạn thôi các bạn, về gia đình. Rất là cảm ơn những cái ý kiến cũng như là quan điểm đến từ cả hai đội chơi cho phần bảo vệ và phản đối của mình. Và chắc chắn là nãy giờ, không biết là các bạn khán giả nghe nãy giờ thì các bạn có chắc lọc được thông tin đến từ cả hai đội chúng ta mà, ok không ạ?
Vậy thì bây giờ xin phép đến với phần bình chọn của khán giả dành cho đội tuổi trẻ. Xin mời các bạn. Màu xanh, màu xanh. Màu xanh đó, màu xanh đó, màu xanh đó. Đúng rồi. Và xin phép được cảm ơn phần bình chọn đến từ các bạn khán giả. Chúng ta có 25 lượt bình chọn dành cho đội tuổi trẻ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với lượt bình chọn dành cho đội tuổi thơ. Xin mời. Chúng ta có 20 lượt bình chọn cho đội tuổi thơ. Yeah. Và ở mệnh đề thứ hai vừa rồi thì với số lượt bình chọn như vậy thì đội của chúng ta đã mang về 15 điểm. Phải nói là đối với anh thì anh nghĩ anh cũng không quá hưởng thụ đâu. Hôm nay là bảo vệ quan điểm thôi. Nhưng mà anh nghĩ là các bạn trẻ đây cũng đồng quan điểm với tụi mình á. Chỉ là cái cách mà mình tham gia cái trò chơi á, mình làm sao để mọi người cảm thấy vui, mọi người thoải mái thì mọi người bình chọn thôi. Từ nãy đến giờ em thấy anh Minh làm cho mọi người vui để mọi người bình chọn. Yeah. Thật sự. Nhưng em thấy là anh làm cho đội bên này không vui. Ủa em vui mà mình ngồi. Không, đúng là em không thấy vui. Đúng không? Em không thấy vui, em thấy các bạn dơ bản không theo con tim mà không theo lý trí. Quá Ngọc ơi, bây giờ cái này cản nha. Cái này mình không có bắt các bạn phải theo mình được. Đúng rồi. Mình nhiều khi số đông. Đúng rồi. Không, ở đây là chuyện chỉ nói giỡn thôi nha. Các bạn là fan của anh Minh Sù đúng không? Rồi xin mời Linh. Rồi. Thật sự coi, tuổi trẻ sao? Tại vì đối với em á là không có ai đúng và không có ai sai. Tại vì cái trải nghiệm của từng người á, họ trải qua những gì để họ nhìn nhận mọi cái vấn đề á một cách khác nhau thôi. Nên là mấy bạn có theo con tim hay theo lý trí gì đó là theo cái trải nghiệm của mấy bạn thôi, đâu có trách mấy bạn được đâu. Đúng rồi. Nên là thua là đúng rồi chị. Cảm ơn Khánh Linh với những chia sẻ vô cùng sâu sắc. Giỡn với em đó thôi, chứ thật ra là em nó là người sâu sắc đó. Đúng rồi, khó cho một cặp đôi lắm á. Tại vì hồi nãy có những cái mệnh đề mà hai anh em cũng phải tranh luận với nhau ấy bộ. Trời ơi, em thấy gưng. Phải tiêu tiền. Rồi, em biết là mà. Anh Hoàng đâu có bao giờ tiêu dự dữ vậy. Trò chơi cho nên là chúng ta phải tham gia. Và thực sự nói gì nói, tất cả mọi thứ các bạn nên về cân bằng á, thì là tốt nhất. Coi như là hưởng thụ một tí xíu trong giai đoạn này cũng được. Cũng được, ví dụ như là anh với em bằng tuổi nhưng mà em đang có hoàn cảnh tốt hơn thì em có thể là hưởng thụ hơn so với anh. Dạ. Hoặc là em đang có một cái công việc kiếm được nhiều tiền hơn tí xíu thì mình được quyền hưởng thụ chứ. Tại vì tiền mình là mồ hôi công sức mình kiếm ra mà, đúng không? Cho nên là mình phải hưởng thụ. Trong cái quá trình mình hưởng thụ đó thì mình cũng ở đâu đó tìm thấy được kinh nghiệm và kiến thức. Và đặc biệt là mình hưởng thụ cho mình một phần, nhưng mà hưởng thụ với người khác nữa, với ba mẹ, bạn bè, đúng không? Với lại hưởng thụ á, mình cứ bị lầm tưởng hưởng thụ là phải tiêu tiền, chưa chắc. Hưởng thụ là mỗi sáng mình dậy sớm xíu nè, mình hưởng thụ cuộc sống buổi sớm mai nè. Mình pha một ly cà phê nè, sau đó mình hẹn với người bạn, mình ngồi mình trò chuyện, sau đó mình vô nấu ăn cho gia đình hoặc là bạn bè. Như giờ mình có gia đình thì mình sẽ nấu cho vợ của mình. Đó, đó cũng là một cách hưởng thụ chứ không phải là chúng ta phải đi du lịch mới là hưởng thụ đó. Cái hưởng thụ nó nhiều khía cạnh lắm. Cho nên là trong cái game này là mình bảo vệ thì mình sẽ bảo vệ theo cái mà nó trực diện nhất. Đúng rồi. Còn nếu mà mình theo về cuộc sống, quan điểm cá nhân đó thì nó có nhiều cách lắm. Cái hưởng thụ nó vô trần lắm anh. Hưởng thụ theo là chi tiền, hoặc là hưởng thụ theo cái kiểu là mình thích ở trong suy nghĩ và cái tư duy của mình nữa. Yeah. Như anh nè, là hiện giờ á, mọi người, những người bạn bè, gia đình, tất cả mọi người đều nhìn thấy anh là một người đang sống rất là hưởng thụ vào buổi sáng. Là từ 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa là hầu như là anh không nhận làm bất cứ điều gì hết. Anh chỉ tận hưởng cho cuộc sống của anh thôi. Tại vì anh nói anh đã làm việc rất là nhiều năm rồi. Và anh biết làm việc nhiều như vậy nó cũng chỉ mang tới một kết quả như vậy thôi. Thì mình sẽ chưa cái công việc của mình vào lúc buổi chiều tối. Buổi 6 giờ sáng tới 12 giờ trưa đó là dành cho anh. Và anh hưởng thụ cuộc sống của anh. Mỗi ngày anh tốn, anh nói thiệt luôn, anh giận với vợ anh á. Anh tốn có ổ bánh mì với ly cà phê à. Mà ngày nào anh cũng đi ra đường gặp gỡ bạn bè hết. Ê, mà sao ngộ quá hơ, hồi nãy anh sao anh không đưa cái lập luận này vô mà anh phải là... Nhưng mà nếu anh đưa trong... lập luận đó vô thì nó lại không trực diện, nó không trực diện được cái trò chơi này. Từ nãy đến giờ các bạn đưa ra cái việc là mình bảo vệ, mình rơi vào cái vị trí bảo vệ thì mình bảo vệ xong, bây giờ thì mình lại là đưa ra cái ý kiến ngược lại. Thì ở cái mệnh đề thứ ba này cho các bạn thoải mái luôn. Tại vì sao? Mình vừa phải bảo vệ và mình vừa phải phản đối nữa, để cho hai người chơi của chúng ta có thể lật mặt, thấy không? Chở mặt
Như anh Hùng có thể chở mặt thoải mái. Đúng rồi. Từ nãy giờ thấy anh chở mặt rất nhiều để cho đội chơi bên này là có rất là nhiều ý kiến. Dạ. Và em cũng nói quan điểm cá nhân của em về cái mệnh đề này đi. Thì thật ra em vẫn ủng hộ cho cái việc là tuổi trẻ của mình thì mình nên tiết kiệm tiền ở một mức độ nào đó. Nhưng mà cái việc mà mình bỏ ra thời gian, công sức, sức khỏe và tuổi trẻ của mình để mà mình làm việc kiếm tiền á, thì mình cũng phải nên biết xài lại nó cho bản thân mình như thế nào. Yeah. Tận hưởng, thưởng cho bản thân mình một chút xíu. Tại vì nhiều khi á, hả, mình quần quật vậy đến khi hết tuổi trẻ của mình luôn. Mình nhìn lại thật ra là tiền mình làm ra nhiều mà trải nghiệm của mình không có. Những cái gì mà mình cần làm ở tuổi trẻ chỉ có tuổi trẻ mới làm được thôi thì mình cũng bỏ qua nó mất tiêu rồi. Cho nên em nghĩ là mình ở một cái mức độ nào đó thì cái gì cũng phải có chừng mực của nó thì là điểm tốt nhất. Nhiều lúc mình mệt lắm chứ, nhưng mà mình nghĩ thôi cố thêm 2-3 show, cố thêm 2-3 ngày nữa thôi. Xong sau đó mình được về với gia đình, mình về được với bố với mẹ, là từ cái đó mình nghĩ đến cái mục tiêu hưởng thụ cùng với gia đình đó, để mình tiếp thêm cái năng lượng cho mình. Tiền mình kiếm được thì mình sẽ xài được, rồi mình sẽ có động lực để mình kiếm thêm tiền đó, nhiều hơn exactly. Để mình giúp cho cuộc sống của mình cũng như những người thân xung quanh mình tốt hơn. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mệnh đề 3, mệnh đề cuối cùng của chương trình ngày hôm nay. Có tiền là có tất cả. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng xem ai sẽ bảo vệ trước và đội nào sẽ phản đối đây. Xin mời. Về cái việc mà phản xạ nhanh á, em chậm lắm á. Bảo vệ đúng không? Thì đúng rồi. Có tiền là có tất cả. Có rất nhiều tiền thì sẽ mua được nhiều thứ. Đó. Không, mệnh đề của chúng tôi chỉ có là có tiền là có tất cả thôi, chứ chúng tôi không nói là có rất nhiều tiền. Đối với em á, mình có tiền á, mình phục vụ được rất là nhiều nhu cầu cho bản thân mình. Về sức khỏe mình có thể là đi tập thể dục nè, mua một chiếc xe đạp nè. Rồi về cái việc mà ăn uống mình cũng thoải mái hơn. Ví dụ là như vậy. Hay quá, chúc mừng. Kính thưa quý vị và các bạn. Dạ vâng. Chúng tôi phản đối chuyện có tiền là có tất cả. Phản đối. Chúng tôi lấy một dẫn chứng trực tiếp và trực diện nhất. Dạ. Đó là trong tình yêu, con tim chúng ta thổn thức với một người nào đó. Ví dụ như Minh Xù. Sao đã à? Thầm thương trộm nhớ Linh lâu lắm rồi. Nhưng Minh Xù là người có tiền, làm MC mà rất là nhiều show, rất là nhiều tiền. Anh là nói vậy đâu được. Nhưng mà Minh Xù chưa bao giờ có được tình yêu của hai cô gái ấy cả. Đó là minh chứng xác thực nhất cho ngày hôm nay. Đó, trực diện luôn. Dạ, Minh đâu có nói gì. Trời ơi. Sao? Trời, Minh Sùng là người có tiền nè, đây dẫn chứng cho mấy bạn dễ hiểu. Ủa, đâu cầm có một cặp tiền đây, đây anh là một người phụ nữ đẹp nè, em đang đắm đắm em không đi. Thể tưởng tượng rồi, được lúc đó. Bây giờ em có tiền đi, em có tiền đi, em đưa cho anh đi. Thuận phải không? Ừ. Thuận con gái tên là Tinh Thoa, Tên Thu gì đi. Tinh Thu ở đại khái đi. Ở Ngọc Thu à? Ờ. Anh không có gì ngoài điều kiện cả. Anh có 30 miếng đất thôi. Anh có hàng trăm cây vàng. Anh có rất là nhiều nhà hàng, khách sạn. Đó, anh muốn yêu em trả lời cho anh đi. Rồi, em rõ quan điểm với anh luôn. Ừ. Anh đập mặt xây lại đi rồi hãy yêu em ha. Chứng minh như cái điều đó là có tiền đi phẫu thuật thẩm mỹ cũng sẽ được. Yeah. Đó, có tiền là có tất cả. Bây giờ nè, bồ anh giận đi, anh không rõ có tiền ràng. Anh phải đi năn nỉ. Đúng rồi. Còn em đi mua quà một cái là cười té tét. Em nè. Đó, anh em, nè. Em đưa dẫn chứng đời thật như em nè. Em không phải là người sống vật chất. Tại vì em không có vật chất để sống. Anh đưa quà cho em là em cười tét tét. Đó, có tiền. Mà có quà thì để làm gì, phải có tiền mới có quà đúng không? Mình nhìn thấy cái món quà đó mình cũng hạnh phúc rồi. Riêng chúng tôi phản đối. Có tiền không thể có tất cả. Đúng rồi. Ừ. Bởi vì bạn có tiền, đồng tiền nó chỉ là tiền thôi. Về tình cảm của con người không thể nào có thể chiếm lĩnh được. Đúng. Con tim của con người, một người phụ nữ mà khi người ta đã thổn thức rồi thì cho dù bạn có bỏ ra 100.000 tỷ hay là 100.000 cây vàng đi nữa thì người ta cũng sẽ không bao giờ nghĩ đến bạn. Và bảo vệ. Chúng tôi bảo vệ. Chúng tôi có tiền bảo là vệ. Có tất cả. Có tiền là có bởi tất vì cả. Sao? Thật sự. Bởi vì khi chúng ta yêu một người phụ nữ nào đó, một người không chấp nhận mình tại vì chê mình xấu, chê mình không đẹp, chê mình mập. Okay. Tôi sẽ dùng tiền tôi để sẽ dùng tôi đi tiền. Tập gym cho tôi ốm, tôi đẹp để tôi chinh phục cô gái này. Cô ấy muốn gì tôi cũng đầu tư hết. Em phản đối tại vì em yêu người ta vì cái nhân cách người ta chứ không phải là vì tiền. Đúng, người ta. Rồi. Em yêu vì con người, vì nhân cách, những cái đó tiền không bao giờ tôi hay. Bây giờ anh Minh Xù có nói từ đây đến sáng em cũng không thể nào yêu anh Minh Xù được.
À không, chúng tôi kính thưa tất cả quý vị, hiện nay xã hội của chúng ta đã phát triển rất là nhiều, và đặc biệt hơn hết có rất nhiều trường học để có thể đào tạo nhiều những bài học về nhân cách. Ủa, trong cuộc sống. Ủa anh ơi, mình đang nói về tình yêu mà. Anh có tiền, có nhân cách, chúng ta có tất cả. Anh ơi, tất cả em đọc ơi. Một câu thơ. Rồi. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, chưa chắc anh có tiền anh học xong anh thay đổi được đâu. Giang khỏi anh, cuộc đời dạy anh chứ không phải là cái đó dạy anh đâu. Cái chuồng đó không có dạy được. Khoan, chúng tôi xin phép được biện luận tiếp. Vâng, làm sao chúng tôi được có rất nhiều tiền như thế trong khi chúng tôi là những người còn rất trẻ? Gia đình chúng tôi, ba mẹ chúng tôi là những người đã có rất là nhiều những sự thành công ở quá khứ. Họ đã cho chúng tôi những cơ hội, những nền tảng để chúng tôi có thể phát triển thành một người trưởng thành, thành đạt một cách văn minh nhất. Dạ, cho nên chúng tôi có tất cả đúng không ạ? Bây giờ nè, các bạn thử nghĩ nha. Bây giờ mình có tiền đúng không? Đúng. Mình thích một cô gái đúng không? Bây giờ người ta không chấp nhận mình đúng không? Đó. Người ta cứ ở trong nhà hoài, mình mua hết nguyên cái xóm đó luôn. Trời, trời. Ủa mình có tiền mà mình nhưng được mà mua, anh không mua được nhà em. Mình mua hết cái xóm đó luôn. Anh không mua được nhà em. Đúng và rồi. Anh không mua được trái tim ra. Của em. Vì em đã có chồng rồi xong. Phản đối. Dạ, em bảo vệ em đồng ý. Em đồng ý có tiền là có tất cả. Bây giờ em nói là phụ nữ rất dễ cám dỗ, dù cô ta nói nhưng mà cái gì nó bày ra trước mắt á là cô ta sẽ thay lòng đổi dạ. Đúng không? Ví dụ như bây giờ giả bộ anh Huy giả bộ tán em đi, tán đi, nói tình. Ý là anh có rất là nhiều tiền. Nào. À dạ. Anh có rất là nhiều tiền. Dạ. Nhưng mà em không thích anh. Ủa gì vậy? Nhưng mà em có thể suy nghĩ lại, nếu mà anh mua cho em một căn biệt thự sát biển lo em cho bố mẹ em. Em quá, anh không yêu đó. Em nữa. Anh ơi, đây em mới nói là có tiền mới có tất cả. Anh ơi, mình phải giật chất chứ không cuộc đời giật ngã mình sao. Hay nữa vậy. Tôi phản đối. Tại vì sao như thế này, tôi nghĩ là trong cuộc sống mà có tiền làm sao mà có tất cả được đúng không ạ? Bởi vì là khi chúng ta cầm trong tay một cái khối tài sản kết xù như thế, chúng ta cũng phải vượt qua bao nhiêu sự vất vả trong cuộc sống, làm bao nhiêu làm nghề, và đặc biệt hết là chịu bao nhiêu những cái áp lực. Anh ơi, áp lực mà khóc ở bên Paris, khóc ở đâu em khác người đời khác là vẫn hạnh phúc hơn là khóc ở trong một cái nhà nhỏ xíu của mấy anh Giang. Dạ. Hay quá. Nhưng vấn đề quay trở lại mặt sức khỏe, đúng không anh? Đó, chúng ta có rất là nhiều tiền mà chúng ta không có sức khỏe thì chúng ta cũng không có gì nữa cả. Tiền chỉ là vô nghĩa mà. Rồi khi chúng ta dạ, mà có nhiều tiền á. Bây giờ công nghệ kỹ thuật cao lắm, sau này bác sĩ chúng ta có gia đình, tốt lắm. Chúng ta có con, chúng ta đẻ ra rồi con cái chúng ta nó dành gia tài á. Đây, anh ơi, mình có tiền mà, em có tiền, em chia đều. Đều, em chia đều. Tại vì mình có quá nhiều tiền cho nên nó không chấp nhận chia đều. Không, em biết chi chút sẵn là chia đều. Đúng rồi, chứ đâu cãi chân á. Đúng rồi, mẹ là mẹ đẻ ra con, mẹ là mẹ của con. Trời, khỏi đứa nào cãi chân á. Đúng không? Em phản đối. Dù bây giờ công nghệ có cao, anh có nhiều tiền cỡ nào nhưng mà em bị bệnh thập tử nhất sinh cũng không thể nào lấy được sức khỏe của em, nên không có tiền không anh, bao giờ có tất cả. Khi mà anh có nhiều tiền anh sẽ thuê đội ngũ chuyên gia y tế cao cấp nhất anh, để mà chăm sóc. Em không chịu nha. Lên hình cút này cho em. Lên hình cút này cho em. Em đứng dậy vậy nè. Lên nóng rồi nè. Em nóng rồi nè. Kể lên lại đi. Hổn rồi nè. Bắt đầu hổn rồi nè. Chuẩn bị hổn tới đó. Em không chấp nhận là đội bạn. Đó là cái câu minh chứng cho bảo vệ, cho minh chứng cái luận điểm này. Là cái gì? Cái vụ gì? Bảo vệ cái gì? Mình đang nói về sức khỏe. Mình đang nói về sức khỏe. Đó. Tụi em nhìn thấy không? Trên cái phim trường này chỉ có Minh Sù là nhiều tiền nhất. Tại sao? Tại sao người ta phải chạy lên nhắc bài cho Minh Sù? Đó. Có mình... tiền là có tất cả. Đúng chưa? Có tất cả. Bây thôi giờ đi. Có tiền á, mọi người ơi, không cho cái khúc này lên đâu. Không có ai được nhắc bài á. Anh em ngồi tin kế bên. Vào cái sự lương thiện của mọi người. Em phản đối. Đây, em phản đối. Anh không có tiền cho nó hết câu. Anh không có tiền, Minh Xu có tiền hơn. Lên nhắc bài cho Minh Xu. Anh nói cái gì vậy em? Không liên quan tới anh. Để em nhắc bài Minh Xu. Không, nhưng mà em đã xin được khoản tiền. Tại vì nó không nằm không? Ở dưới đây, không nằm ở dưới mấy bạn này, mà nằm ở trên 30 mọi người này. Thôi đi. Mọi người đừng làm như vậy nữa. Mày quay, hãy bắt cận vào chiếc nhẫn kim cương của em đi rồi nói chuyện. Đó là minh chứng xác thực nhất, có tiền là có tất cả. Lấy tay chung quay này. Dù là anh Minh Sù có đưa tiền cho các bạn, có đưa trà sữa cho các bạn, nhưng mà tôi phản đối chuyện đó. Các bạn vẫn có cái tư duy của các bạn, suy nghĩ riêng của các bạn. Nên tôi phản đối cái vấn đề là có tiền là có tất cả. Đó nha. Có người đòi mua tôi về lòng kiến chưng thôi. Nhưng mà làm gì được. Cho hỏi cái, Linh vừa mới cho tôi cái thông tin là có người cua tôi về bỏ tôi vô lòng kiến chưng thôi. Tôi đâu có chịu. Ai vậy? Ai khờ dại vậy hả Linh? Hả?
mình nói mình phải có trách nhiệm với lời nói của mình. Nó giỡn á. Giỡn chứ chưa? Mình nói vậy em phản đối nên là em nói giỡn á. Bây giờ tới cái phần mà bảo vệ ngược lại, đây là thật sự phải nói hôm nay á, chương trình lật chúng tôi lật bánh tráng mà bây giờ mà chúng tôi bắt buộc thôi mới phải bảo vệ thôi. Thật sự ra có một vài những cái ý như sau. Thứ nhất là các bạn nói ơi, các bạn ơi, thật sự ra là có tiền là có tất cả là vì sao? Bởi vì là khi chúng ta có tiền á, nếu như chúng ta nói là mình không thể mua được thời gian đúng không? Nhưng mà chúng ta sẽ dùng tiền để tiết kiệm được thời gian nhiều hơn. Trong tình yêu á, chúng ta có đủ điều kiện để chinh phục được trái tim của cô gái đó một cách nhanh hơn. Nói về sức khỏe thì khi mà chúng ta có tiền đi mọi người, thì chúng ta sẽ có thể bảo vệ cho sức khỏe của chúng ta tốt hơn một cách sớm nhất có thể luôn. Đó, nói chung quy gọn lại là có tiền là có được tất cả. Rồi, cái kết của Minh Thù giúp chúng tôi hiểu rõ hơn về cái việc mà mình bảo vệ cái mệnh đề của chúng tôi. Đó là có tiền là có tất cả, chỉ ra rõ về từng cái khía cạnh trong cuộc sống luôn. Ba cái ý của anh Minh Thù chỉ là có thể chứ không phải là có tất cả. Đúng rồi, em xin được bổ sung là anh nói có tiền là rút ngắn. Em thấy là cái sự có tiền đó, nó không có bằng cái ý chí của người ta đâu anh. Em có. Phản biện lại đi Thu Ngọc. Vì Ngọc chia sẻ là có thể thôi, nhưng có thể có tỷ lệ phần trăm chắc chắn sẽ có kết quả. Tỷ lệ là thấy là chưa là tất cả rồi. Nếu như không có tiền, không có tỷ lệ phần trăm đó. Còn nếu có tiền, bạn chắc chắn cầm trong tay có tỷ lệ rồi. Phần trăm đó. Dạ, xin cảm ơn đội tuổi trẻ. Vâng, và xin cảm ơn đội tuổi thơ. Thật sự lúc đầu khi mà tham gia vào chương trình, tôi rất là lo cho Mỹ Ngọc. Tại vì Mỹ Ngọc luôn lo lắng về cái việc là không cãi lại Minh Xù và đúng. Ngọc Thuận. Nhưng bây giờ cãi quá sau 3 vòng thi thì chúng tôi đã thấy được tất cả đó chỉ là tung quả mù thôi. Một mình Mỹ Ngọc có thể cân đúng đội bên này. Đúng. Bây giờ chúng ta sẽ nhờ các bạn khán giả bình chọn xem đội nào sẽ giành chiến thắng ở mệnh đề này, mang về số điểm là 30 điểm. Ngay bây giờ xin mời các bạn khán giả giúp chúng tôi bình chọn cho đội tuổi thơ. Bé Trúc, Trúc. Và chúng tôi có được 27 lượt bình chọn cho đội tuổi thơ. Còn bây giờ lượt bình chọn dành cho đội tuổi trẻ đây. Xin mời các bạn. Và tiếp nổi. Nhiều quá. 24 lượt bình chọn là số lượt bình chọn dành cho đội tuổi trẻ. Với lượt bình chọn như vậy, mệnh đề 3, đội tuổi thơ đã mang về cho mình thêm 30 điểm. Mừng quá, mình cũng đã có thành tích. Và ở vòng 3 này, số điểm tổng của đội tuổi thơ đã mang về cho mình đó chính là 45 điểm. Và đội tuổi trẻ đã mang về cho mình được 15 điểm. Và trải qua 3 mệnh đề của vòng 3 ngày hôm nay thì Linh thấy là tiền không có thể mua được cho chúng ta tất cả, nhưng mà chắc chắn tiền có thể giúp cho chúng ta đạt được đến những mong muốn, ước mơ, đam mê của mình, cũng như là tạo cho mình thêm nhiều cơ hội trong cuộc sống hơn. Và đây là những cái quan điểm chia sẻ từ cá nhân của những người chơi cũng như là MC của chúng tôi trong chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ thôi. Và chắc chắn là với những khán giả đang theo dõi chương trình, các bạn sẽ có những lý lẽ nhận định riêng của mình. Và hy vọng là thông qua chương trình ngày hôm nay, khi mà kết thúc chương trình thì 4 người chơi của chúng tôi vẫn giữ được cái mối quan hệ là đồng nghiệp và những người bạn với nhau trong đời sống nhá. Dạ. Không có chuyện gì xảy ra. Và để biết được kết quả đội nào giành chiến thắng, chúng ta sẽ cùng nghỉ giải lao và chúng tôi sẽ quay trở lại. Đừng chuyển kênh nhá. Chào mừng quý vị khán giả đang quay trở lại cùng với chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Và như vậy chúng ta đã cùng với hai đội chơi vượt qua 3 vòng thi của Chuyện Nhà Chưa Tỏ ngày hôm nay. Và bây giờ chúng ta hãy cùng theo dõi xem điểm số cuối cùng trong ngày hôm nay của cả hai đội như thế nào nhé. Đội tuổi thơ đã mang về cho mình được 65 điểm. Và đội tuổi trẻ đã có cho mình được 40 điểm. Vậy thì xin chúc mừng đội tuổi thơ đã trở thành người chiến thắng của ngày hôm nay và nhận về cho mình giải thưởng trị giá 10 triệu đồng. Xin mời cả hai đội. Vâng, và xin chúc mừng cho đội tuổi trẻ của chúng ta đã cố gắng rất nhiều, nhưng mà ngày hôm nay rất tiếc và chúng ta chỉ về nhì thôi, 7 triệu đồng. Và với điểm số mà chúng tôi đã công bố thì xin được chúc mừng đội tuổi thơ đã nhận giải thưởng trị giá 10 triệu đồng và trở thành người chiến thắng của ngày hôm nay. Xin chúc mừng.
Xong đoạn này em mới bắt đầu thở phào nhẹ nhõm được anh nào. Xả vai đúng không? Dạ, không phải xả vai anh. Em cứng từ đầu chương trình đến giờ. Nhưng mà chương trình hay anh. Dễ thương ha. Chương trình quá hay luôn. Xong anh em xong một chút ra là xóa số block Facebook luôn rồi ạ. Ủa? Không có đi mua đồ chung nữa. Ủa con bé Ngọc hả? Trời em mới quen hết á. Ủa vậy hả? Yeah. Hai người biết nhau không? Không biết, mới tới chương trình đó thôi. Quay trở lại với chương trình của chúng ta thì thực sự lúc đầu anh Ngọc Phượng đã cố gắng rất là nhiều để có thể mang tiền về cho vợ. Nhưng mà với cái số tiền 7 triệu đồng không biết là anh có hài lòng với cái giải thưởng này không ạ? Anh nếu mà chọn 7 triệu đồng thì anh rất là hài lòng. Thôi rồi, gửi. Không có chia thì gửi chọn luôn đó. Đó, thấy chưa anh em đại gia, đúng rồi em đó. Rồi bây giờ cảm xúc của anh Thuận như thế nào khi ngày hôm nay đến với chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ và trải qua 3 vòng thi và ngày hôm nay anh là người đạt kỷ lục của chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ. Tại vì không ai mà đến đây mà mang về 7 triệu đồng cả, chỉ có mình anh. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Kỷ lục luôn. Bởi vậy nhân ngày hôm nay mà mình đạt được cái kỷ lục này thì mình sẽ muốn bày tỏ một chút xíu nỗi niềm của mình, đó là ngày hôm nay á mình đến tham gia chương trình là mình mở khẩu rất là nhiều. Mở lâu lắm rồi, từ ngày mà mình lấy vợ tới giờ là mình đi nhẹ nói khẽ, nói chuyện rất là ngọt ngào, và hôm nay mình mới được xả cái miệng mình ra rất là thoải mái. Nhưng mà thật sự Minh Thuận quay rất là nhiều chương trình với anh Thuận rồi và thấy là anh Thuận là một người rất là hiền lành, vô vai thì cũng không có quá là cá tính. Cái vai diễn rất là hiền hòa, dễ thương. Nhưng mà thật sự ra thì hôm nay mới là cái ngày mà mình sẽ thấy là anh Thuận quá được, trời. Được có cơ hội ha, nhận cái thử thách của bản thân mình. Và ảnh được nói ra nhiều hơn những cái chính kiến. Chắc là ở nhà nếu có điều kiện thì cũng tranh luận dữ lắm với vợ mình nhỉ. Và lần đầu tiên trong chương trình em cũng thấy là chỉ có một mình cái chương trình này cũng làm khó anh Minh Xù được thôi anh. Bình thường anh làm MC những chương trình khác là anh là người quyết, nhưng mà bây giờ đúng đâu rồi. Có ai cho anh quyết đâu. Xoay anh như là dế luôn. Anh thì anh Thuận theo chương trình anh chơi rất là hết mình. Đặc biệt hơn hết là anh thấy hôm nay gặp được khán giả của ngồi tại phim trường và khán giả xem truyền hình nữa, anh thấy rất là vui. Bởi vì là có khán giả thì cái chương trình này sẽ trở nên là hay hơn. Bởi vì là sẽ có nhiều những cái quan điểm khác nhau hơn nữa. Biết đâu là các bạn sẽ kết nối cùng với chúng tôi. Đây chính là một vài những cái góc nhìn thôi. Nhưng mà hôm nay bản thân Minh Xù phải cảm ơn chương trình rất là nhiều. Bởi vì cho Minh Xù có cơ hội tham gia. Và hôm nay mới được nói ra nhiều. Chứ còn bình thường là mình hay đứng ở phe trung lập á, mình không có được có cơ hội được nói một cách rất là cực đoan. Nhưng mà hôm nay giống như kiểu là mình được xả ra rất là thoải mái đó, mà không có ngại nên, không có sợ là đó nên hôm nay đối với chương trình mà nghe anh Minh Xù chơi chung với em cũng rất là ngạc nhiên đó. Dạ đó, nên vì cái chương trình này mà anh Xù có nhiều trải nghiệm. Vui á, vui. Cảm ơn chương trình rất nhiều, cảm ơn khán giả. Dạ, mọi người cảm ơn rất nhiều. Nhưng mà chúng tôi vẫn chưa thấy Khánh Linh lên tiếng. Mọi người thông cảm đi, em từ ngữ trong người em nó yếu lắm. Thế là em ngày hôm nay em học hỏi được từ các anh chị mọi người rất là nhiều. Là em cảm ơn mọi người. Để em hưởng thụ tiếp cuộc đời. Và cảm ơn 4 người chơi đã đến với chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ của chúng tôi. Và rất mong là quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi chương trình Chuyện Nhà Chưa Tỏ đã có được những phút giây vô cùng giải trí và vô cùng vui vẻ cùng với chúng tôi. Và quý vị nhớ nhé, Chuyện Nhà Chưa Tỏ được phát sóng vào lúc 20h20 tối thứ ba hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bing House thực hiện. Đến đây xin chào và hẹn gặp lại.